Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh 68 game bài đổi thưởng của mình nha. Tiếp tục chơi series video với 68 game bài đổi thưởng. Thì mọi khi mình cũng đã chơi khá là nhiều những cái trò chơi ở trên đây rồi. Hôm nay chắc là mình sẽ chơi siêu xe đấy các bạn ạ. Không hiểu tại sao nhưng hôm nay mình lại rất là có hứng chơi siêu xe nha. Bởi vì chơi siêu xe mình cảm thấy nó là một cái con game gì đấy. Nếu mà nói là dễ ăn thì cũng không phải dễ ăn, nhưng mà nó dễ chơi các bạn ạ. Nó dễ chơi bởi vì sao ấy? Bởi vì bây giờ chúng ta vào, chúng ta chỉ cần đặt cho mình, các bạn không bắt cầu bắt vị được ấy, thì các bạn cứ đặt cho mình mấy cửa ở dưới này thì tỷ lệ win của nó sẽ khá là cao. Ok nha, nói về con này. Ui, may mà mình chưa đánh nhở. Hồi nãy mình định đánh 3 con ở góc này các bạn ạ. Mình định đặt mỗi con là tầm 2m gì đó để mình test cầu trước, nhưng mà nó lại về con này. Nếu như mà quả hồi nãy mà mình đánh được là coi như quả đấy mình mất 6m à? Đúng rồi, 6m các bạn ạ. Ok nhá, mọi khi là mình hay đánh theo kiểu là con nào vừa về thì mình sẽ đánh một con đấy này. Sau đó thì mình sẽ đánh vào 3 con còn lại, mỗi con 1m nhá, đánh nháp thôi. Bữa nay là mình đánh nháp test thôi. Chứ còn nếu mà thực sự đánh điểm ăn tiền thì mình sẽ không đánh kiểu này đâu. Đánh kiểu này thực sự là tỷ lệ nó thua ấy, nó vẫn rất là cao. Ui rồi ôi. Máy mà mình đặt mỗi con 1m chứ không phải là mỗi con 10m nhá. Mình đang định đặt là mỗi con 10m đấy. Được một cái là ở trên cái bài siêu xe của con 68 game bài này nó lại không cắm nhiều bot vào nhá, toàn là người chơi thật thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là toàn mấy ông cầm 11m này, 1m này, sau đó thì mấy ông cầm lẻ lẻ kiểu 3m, 2m cũng có. Các bạn phải nhìn sang cái bàn rồng hổ của nó cơ mới gọi là ác đây các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem qua cái bàn rồng hổ của nó nhá. Đây, rồng hổ đây, mình cũng đéo hiểu tại sao mà cái bàn rồng hổ này nó cắm nhiều bot như vậy và để làm gì. Có lẽ là kiểu ở trên cái con 68 game bài này nó có rất là ít người chơi thích chơi rồng hổ, cho nên là nó sẽ phải cắm thêm rất nhiều bot vào để nó tăng kiểu là tăng cảm giác nhiều người chơi thật đấy. Nhưng mà ở đây toàn bot nha các bạn, đéo có thằng nào mà cầm bao nhiêu tiền này vào, toàn đặt mấy cái vũ va vẩn. Các bạn có thể nhìn thấy những cái tên này, nó ngồi đây nó đặt nguyên một ngày trời luôn, nhưng mà cầm 300m họ đặt 100k các bạn ạ. Ác chưa, đây các bạn này, thằng này cầm 143m vào đặt 100k phát, đéo hiểu để làm gì cả. Nó lại ảo ma Canada ở cái tầm đấy cơ mà gọi là đỉnh các bạn ạ. Thằng này phải hổ nha. Mặc dù là mình cũng vào nhấp nháp cho các bạn xem thôi, nhưng mà có lẽ là mình cũng sẽ đánh một tay đi. Mình sẽ đánh một tay cho các bạn xem qua này. Nó có bot nhưng mà nó cũng không đến mức là quá bịp đâu. Nó bot thì để nó tạo lên cảm giác là nhiều người chơi thôi, chứ còn game thì nó vẫn xanh chín nhá. Các bạn có thể đánh đối hay ạc là các bạn sẽ biết thôi. Ui rồi ôi. Đây các bạn thế này, thằng này cầm 293m vào đặt 100k một nháy, phải cả cứt đéo hiểu kiểu gì cả. Mày phải sao vừa đặt nháp có một tay, mình bảo là mình đặt nháp nháp một tay thôi mà thì đéo nào nó lại trượt được ạ. Nghe vô lý nhỏ. Mình sẽ gỡ lại nha, mình sẽ cố để mình gỡ lại chỗ mà mình vừa mất, sau đó thì mình quay lại siêu xe sau. Đây là mình đang xàm xàm thôi các bạn ạ, thì nếu mình quay lại mình mới hướng dẫn thủ thuật cầu kèo bắt cầu siêu xe sau. Điệp mẹ mình như cặc vậy. Bịp các bạn ạ, mình vừa nói nó không bịp xong, nhưng mà sau khi mình đánh chật hai tay thì mình xin khẳng định luôn là bịp nha. Bịp, chắc chắn là bịp. Ui không kịp. Ui rồi ôi. Khó nhở. Quá khó luôn các bạn ạ. Ba con này nhá, ba con này chắc chắn về luôn. Mình sẽ đặt to tay này, mình chắc chắn luôn là ba con này sẽ về nhá. Chắc chắn sẽ có một trong ba con này về. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì ấy, các bạn có thể nhìn này, con này vừa về xong, con này vừa về xong, hai con này có tỷ lệ vẫn rất là cao. Nhưng mà mình đánh hai con thì mình sợ chật nên là mình sẽ đánh ba con. Đó, thấy không? Mình đánh hai con đấy, hai con này nó vừa về xong thì tỷ lệ về thêm một nháy nữa rất là cao. Đấy, nhưng mà nếu mà đánh hai con ấy thì mình sợ chật nên là mình đánh ba con, mà đánh ba con thì tỷ lệ win nó phải cỡ khoảng 90% rồi, cho nên nó không thể nào chật được nữa. Nó phải ăn các bạn ạ. Nó phải ăn. Cho nên là mình khá là chắc ăn. Nó không bị giới hạn tiền cược nhỉ? Ở bên CF68 ấy là nó bị giới hạn tiền cược lại các bạn ạ. Thế nhưng thằng cái nó chỉ cho đạt tối đa là 10m thôi. Nó lại còn ối thôi ôi kiểu thế nữa. Đó, ăn nha. Win luôn các bạn ạ. Chật làm sao được. Ở trên này con 68 game bài này nó khá là khó hiểu ấy. Là ở bên cái bàn
cái bàn siêu xe này nó không bị giới hạn tiền cược, hoặc cũng có thể là nó giới hạn nhưng mà giới hạn cao hơn. Còn ở bên cái bàn quay thú, à quay thú hay còn gọi là phi cầm tẩu thú đấy, thì nó lại giới hạn tiền cược 10m thôi các bạn ạ. Cái ô cược này chỉ cho đặt tối đa là 10m thôi, đéo chắc đặt nhiều hơn cơ. Nhiều khi mình bắt được cầu bắt được vị nhưng mà đéo chắc đặt nhiều, cho nên là cũng đéo ăn nhiều được. Ồ trời, easy cho các bạn ạ, easy luôn, nó cũng không khó nhỉ, dễ. Hồi nãy là mình mất ấy, hồi nãy mình mất tiền là toàn mất tiền ngu vào mấy cái trò ở bên rồng hổ thôi. Thế còn kể ra là nãy giờ ở đây mình bắt có 3m rưỡi này, sau đó thì mình ăn 20, 20, 10 nữa là thành 30 rồi. Đánh nhiều quả nữa nha các bạn, mình đánh ăn nốt quả nữa mình chốt lời nghỉ này. Với cái trò siêu xe này các bạn cũng không cần phải đặt ra mục tiêu to đâu, các bạn đánh nhiều ấy, kiểu gì cũng sẽ có tay các bạn bị chật thôi. Đánh cho mình khoảng 3 tay thôi nha, đánh liều 3 tay như này, sau đó là chốt lời nghỉ luôn. Ok nha, đánh liều cỡ khoảng 1 cho đến 3 tay, sau đó là chốt lời nghỉ luôn. Đánh nhiều thì chắc chắn là sẽ chợt, nó sẽ có tỷ lệ bị chợt, cho nên là chúng ta đánh thế thôi. Đánh 3 tay thôi. Đấy, mỗi tay ăn 10m, mỗi tay ăn 20 như này là mình ăn 60m rồi. Chẳng qua là hồi nãy mình mất tiền là mình mất tiền ngu vào cái trò rồng hổ thôi. Mẹ thề luôn, cái trò rồng hổ này nó bịp ở một cái tầm mà đéo thể nào chấp nhận được. Mình không định nói là nó bịp đâu, nhưng mà thực sự là nó bịp thật các bạn ạ. Nó bịp vách cả cứt bịp luôn ấy. Nó bịp cái kiểu cột que gì, nó bịp kiểu gì ấy, kiểu khó tả lắm. Ôi dồi ôi. Hồi nãy mình mất bao nhiêu nhỉ? Hồi nãy mình mất là 20, 10 là 30. Bây giờ mình ăn được lại 10, thế là mình còn thiếu 20 của nó nữa. Mình sẽ quyết tâm mình gỡ lại cái chỗ hồi nãy mình mất. Mình sẽ phải gỡ hết lại cái chỗ hồi nãy mình mất thì mình hà long hà dạ được. Không thể nào chấp nhận như thế được. Ăn 10 rồi này. Vậy thì bây giờ mình còn 10 nữa nhá. Bây giờ mình còn 10 nữa thì mình gỡ được lại cái hồi nãy chỗ của hồi nãy mình mất. Ôi dồi ôi, địt mẹ mày, sao nó không bệt. Sao nó không bệt vậy. Mà thề cái nút cược trên game này nó như cặc vậy. Mệt mỏi vãi lìn. Win. Lại bảo không win đi. 30, 30. Vậy là vẫn lời, vẫn lỗ 20 nha. Đánh ăn 20 nữa các bạn ạ. Đánh cố để ăn lại 20 nữa. Phải đánh để mà gỡ lại. Phải đánh để mà gỡ lại chứ. Win. 10 điểm mà còn không win nữa thì địt mẹ nó lại quá là bịp luôn chứ còn gì nữa. Ok nha các bạn ạ. Vậy là mình đã gỡ được lại hết toàn bộ những cái gì mà mình mất rồi. Mình chặt một tay là 10m, 20m là 30m phải không? 30m mình ăn lại được 10m là mình lỗ 20m. Mình chặt một tay 30m, vậy là mình lỗ 30m. Mình ăn được lại một tay 3m là mình hòa vốn, sau đó ăn một tay 20m nữa là mình lời của nó 20m. Ok chưa? Nó lại quá là ok luôn chứ còn gì nữa.